Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh ô tô 8m. Trước mắt quý vị và các bạn đây là chiếc Hyundai Accent, phiên bản đặc biệt cũng là phiên bản cao nhất của Hyundai Accent. Thì Hyundai Accent cũng như là Toyota Vios là hai mẫu sedan cỡ B luôn có doanh số bán hàng tốt nhất trong phân khúc. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về mẫu Hyundai Accent. Thì hiện tại thì Hyundai thành công, TC Moto đang phân phối 4 phiên bản của Hyundai Accent, trong đấy sẽ có 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Đây là mẫu Hyundai Accent phiên bản đặc biệt số tự động. Về phần đầu xe và thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mới mẻ. Trước đây thì cái mặt ga lăng của Hyundai Accent hay là những cái mẫu sedan nói chung của Hyundai, chúng ta sẽ có một cái mặt ga lăng nhỏ trông thanh lịch hơn. Thì bây giờ Hyundai Accent sẽ được trang bị cái mặt ga lăng trông nó bề thế, thời thượng và trẻ trung hơn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cụm đèn chiếu sáng phía trước gồm đèn bi halogen, đèn pha bi halogen, đèn sương mù cũng như là giải định đèn LED định vị ban ngày. Nắp capo có thiết kế dập nổi, tăng tính khí động học cũng như là tính thể thao của xe. Đó, đây là những cái phần đầu. Thì tiếp theo đến thì xin mời quý vị và các bạn đi qua phần hông của xe để chúng ta cùng nhìn ngắm phần phía thân xe. Với chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có một bộ la răng bằng hợp kim nhôm có kích thước là 16 inch với thiết kế thể thao. Ở phiên bản tiêu chuẩn số tự động thì chúng ta sẽ có la răng bằng hợp kim nhôm nhưng mà sẽ nhỏ hơn, chỉ 15 inch thôi. Ở đây thì dàn chân thì chúng ta sẽ có là hệ thống phanh ABS cả 4 bánh luôn. Và hệ thống treo trước của Hyundai Accent sẽ là hệ thống treo MacPherson. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có cụm gương chiếu hậu. Ở đây thì sẽ có đèn xi nhan tích hợp trên gương, xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương, cũng như là hệ thống gương chỉnh điện, gập điện. Phần thân xe dưới bên hông này thì cũng chúng ta sẽ có những cái đường dập nổi, vừa tăng cái tính thể thao vừa tăng khí động học, tính khí động học của xe. Với những chiếc xe hiện đại như bây giờ thì gần như tất cả các mẫu xe của Hyundai đều trang bị nút bấm chìa khóa Smart Key hết, từ i10 đến Accent cho đến các phiên bản cao cấp hơn. Ở sau thì chúng ta cũng sẽ có la răng kích thước y hệt, cũng có hệ thống phanh ABS và hệ thống treo sau của Accent sẽ là hệ thống thanh cân bằng. Mời quý vị cùng đi qua phần cốp, phần đuôi xe của chiếc Hyundai Accent. Ở đây chúng ta sẽ có một giải đèn hậu nối liền cả phần cốp và phần hông xe, tạo một cái điểm nhấn trông nó thể thao khỏe khoắn hơn. Ở trên thì chúng ta sẽ có hệ thống anten vây cá và có hệ thống cửa sổ trời. Cái cửa sổ trời là một cái đặc biệt, chỉ có bản Accent đặc biệt mới có, còn đâu là các phiên bản Accent tiêu chuẩn cũng như là bản thiếu thì không có. Đó. Đây ạ. Mời quý vị qua vấn đề. Đây chúng ta sẽ có hệ thống 4 mắt cảm biến lùi này và một cái lip giải thể thao, cũng như là hệ thống camera lùi trong hệ thống vận hành an toàn. Đó. Mời quý vị tham quan qua phần cốp của chiếc Hyundai Accent. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dung tích cốp khá là lớn. Đó. Cùng với hệ thống lốp dự phòng là một chiếc la răng theo xe. Nghĩa là với chiếc Hyundai Accent là chúng ta sẽ có 5 la răng, 5 lốp giống hệt nhau. Đây là một điểm cộng rất lớn cho Hyundai Accent. Cái này thì khi mình đi trên đường, ví dụ như mình có thủng lốp, xịt lốp thì mình sử dụng lốp dự phòng, mình sẽ không phải đắn đo về cái việc là mình phải thay sớm, không là nó sẽ dẫn đến sóc. Mời quý vị qua phần hông bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có nắp bình xăng và hàng ghế thứ hai. Với trục cơ sở là 2m6, thế nên là cả hai hàng ghế, khoảng trống giữa hai hàng ghế của Hyundai Accent khá là rộng. Ở sau thì chúng ta sẽ có 5 chỗ ngồi đủ, xe là xe 5 chỗ, và hàng sau chúng ta sẽ có 3 chỗ ngồi giữa trẻ và cũng có dây đai an toàn. Một điều sẽ thường thấy ở các mẫu xe của Hyundai khi đưa về Việt Nam là tất cả các mẫu xe hiện tại đều có cửa gió hàng ghế điều hòa thứ hai. Đó. Ở đây chúng ta có hệ thống cánh cửa dày dặn,
cũng như là hệ thống nút lên xuống kính, nẫy khóa cửa. Đó. Xin mời quý vị lên hàng ghế phía trước. Ở bên cánh của ghế lái thì chúng ta sẽ có hệ thống các nút chỉnh gương cũng như lên xuống kính, khóa kính, khóa đóng mở kính, nhập gương. Bây giờ thì tôi xin phép là sẽ vào trong và giới thiệu thêm về phần nội thất của Vina Accent. Sau đây thì tôi xin phép mà để nổ máy để demo cho quý vị. Đây, đây là không gian nội thất của chiếc Vina Accent đặc biệt. Với chiếc Accent đặc biệt này thì chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn. Đầu tiên là cửa sổ trời, như tôi vừa nói cũng đấy. Đó. Đây là điểm nhấn đặc biệt mà chỉ có duy nhất phiên bản này mới có. Tiếp theo đến là chúng ta sẽ có hệ thống Cruise Control, cũng là một cái duy nhất trên phiên bản đặc biệt. Đã có tín hiệu vệ tinh. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có điều hòa tự động này, có hệ thống Cruise Control này, có hệ thống màn hình giải trí cỡ lớn này và cửa sổ trời. Đây là một cái điểm đặc biệt chỉ có ở trên phiên bản này. Như tôi vừa nói, đây là hệ thống cửa sổ trời. Các phiên bản tiêu chuẩn hoặc là bản số sàn sẽ không có cái tính năng này. Đây là một tính năng đắt tiền thường ở trên những phiên bản cao cấp. Đấy. Tiếp đến thì quý vị có thể liếc nhìn lên phía góc trước này. Thì chúng ta sẽ có một bảng màn hình thông tin full digital, cũng như là một cái màn hình giải trí cỡ lớn ở đây. Ở bên phần phu lăng thì chúng ta sẽ có một vô lăng ba chấu, cũng như là có hệ thống các nút, ví dụ như là đàm thoại rảnh tay bên tay trái, các nút tính năng bên tay phải và hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control. Đây là tính năng mà chỉ có duy nhất trên phiên bản đặc biệt mới có. Đó. Với phiên bản đặc biệt này thì chúng ta vẫn có những tính năng ví dụ như là đèn pha tự động, gạt mưa tự động. Và đây là một tính năng mà duy nhất bản đặc biệt có nữa là hệ thống điều hòa tự động. Hơi tiếc một chút là chưa có độc lập hai vùng, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái hệ thống điều hòa tự động giống như chúng ta sử dụng điều hòa tại nhà. Đây là hệ thống cần số dạng dọc chứ không phải dạng zig zag, cho nên là khi vào số chúng ta vào khá dễ. Ở đây là hệ thống phanh tay. Với các phiên bản như phiên bản tiêu chuẩn số tự động hay phiên bản tiêu chuẩn số sàn thì phần nội thất cũng như là phần ghế thì chỉ được dùng chất liệu sẽ dùng là nỉ. Còn với phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có hệ thống ghế được bọc da đục lỗ. Này, cái điều này thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm khi mà đi đường xa, đường dài, ngồi thời gian lâu trên ghế, nó sẽ giúp ta thoáng khí và đỡ khó chịu. Tiếp theo đây thì tôi xin phép là mời quý vị và các bạn cùng ra khoang động cơ để xem cái khối động cơ của chiếc Hyundai Accent. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái hệ thống nút. Thứ nhất là nút giật capo. Hai là hệ thống nút giật cốp cũng như giật nắp bình xăng. Ở đây thì chúng ta có một nút là nút tắt bật tính năng cân bằng điện tử ESC, cũng như là tăng giảm độ cao của pha cốt. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan qua cái khối động cơ của chiếc Hyundai Accent. Hyundai Accent đang được trang bị khối động cơ Kappa 1.4 cho công suất cực đại là 100 mã lực tại 6.000 vòng tua. Thì với khối động cơ này thì chúng ta sẽ có một cái mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ hợp lý là 6,2 lít trên 100 cây cho cung đường hỗn hợp. Còn với cung đường trong đô thị sẽ chỉ là 8,5 lít trên 100 cây. Thì cùng với khối động cơ này thì chúng ta sẽ có hệ thống hộp số 6 cấp, số tự động. Ngoài những cái tính năng vận hành vừa rồi cũng như là tính năng giải trí trên xe thì với chiếc Hyundai Accent này chúng ta cũng sẽ có những tính năng an toàn. Ví dụ như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát thân xe VSM cùng với hệ thống 6 túi khí. Chỉ duy nhất trên phiên bản Accent đặc biệt này chúng ta mới có hệ thống 6 túi khí, còn các phiên bản khác sẽ là 2 túi khí. Đây là một cái điểm nhấn cũng như là một cái tính năng an toàn mà sẽ tôi nghĩ là sẽ khá nhiều người quan tâm. Tại vì là bây giờ hầu hết chúng ta mua xe cũng như là
chọn lựa một chiếc xe thì cái tính năng an toàn là một cái tiêu chí mà chúng ta đặt lên hàng đầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về khuyến mại cũng như màu xe, quý anh chị vui lòng gọi vào số hotline trên màn hình hoặc trong phần thông tin video để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về giá bán cũng như giá lăn bánh của các dòng xe phổ thông tại Việt Nam. Quý anh chị hãy bấm vào nút đăng ký để cập nhật nhiều thông tin mới nhất về giá bán cũng như giá lăn bánh của các mẫu xe phổ thông tại Việt Nam. Quý anh chị hãy bấm vào nút đăng ký ở góc dưới màn hình. Cuối cùng xin cảm ơn quý anh chị đã xem và theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tại video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.